trao đổi với nhau cách làm, ai có cách làm hay thì tiếp thu. Một nhóm không quá đông người, khoảng 5 đến 6 bạn, và mình có thể cùng nhau giải các bài tập, cùng nhau luyện giải đề để mình có thể học hỏi được các cái phương pháp và những cái kinh nghiệm từ những bạn khác. Mình hỗ trợ và thi thoảng mọi người có tài liệu gì hay ho thì sẽ chia sẻ cho nhau để cùng làm với nhau và cùng đọc đáp số. Nói chung là thi thoảng cũng trao đổi với bạn bè nhưng mà chủ yếu là do tự học và học cùng giáo viên.